Thì hả? Cô ở đâu cô? Tôi ở Biên Hòa. Biên Hòa hả? Ờ. Rồi cô đi với chú bác hả? Chú hả? Nay tìm nãy mấy chỗ mới gặp. Mấy chỗ luôn mới gặp hả? Ôi. Ở mà mẹ tôi mẹ tôi hơi ông lắm mà mẹ tôi thương ngay dòng ta mẹ tôi thương lắm vậy dạ. đó. Dạ. Mẹ tôi là Đoàn Thị Thàng nó mê ông này lắm nè. Dạ. Tôi nói cái giọng ca nó hiền hậu cái thương thì sao đâu thương á. Dạ. Bây giờ tôi còn điện thoại tôi bắt ông ngoài à. Cô ở gần đây không cô? Ở Biên Hòa, có nhà mà đốt ở cái nhà. Ở phía trước cô, đi đường phía trước cô. Đi hướng này nè cô. Cô có gặp cậu Năm Vũ Linh ở ngoài là chưa? Có rồi hả? Rồi quý quá luôn cả nhà. Hai bác từ ở Biên Hòa Đồng Nai đến đây viếng mộ. Hai bác là đi xe Honda hả sao bác? Đi du lịch hả? À quý quá luôn. Dạ, đi ra phía trước đi ạ. Thương lắm. Vậy là bác mến mộ yêu cải lương dữ lắm nè. Thương trời ơi. Giờ tôi buồn, tôi nhớ tôi bắt ông hoài, tôi thấy ông Loan, ông Phượng, giờ hôm nay dữ lắm. Dạ. Tôi coi suốt mà. Dạ. Ông hãy điện lên thăm mã vợ. Đây, đây, nhang, nhang ở đây bác, nhang ở đây ạ. Trời ơi, cái hình. Trời ơi, cái hình này. Đó, nó. Giờ ăn cái. Trời ơi, tội nghiệp cô không? Là cô lớn tuổi mà đi không ngại đường xá xa xôi đến đây thăm cậu Năm, cậu Năm ơi. Quá quý luôn, cô đến cô sờ hình. Bữa nay cũng rất là may mắn cô đến vào cô trúng cái dịp mà mộ cô Năm được khắc chữ luôn cô. Dạ. À, được nhang, thắp hương hồi hướng cầu nguyện cho cậu Năm. Đó. À, bác trai ở bên kia. Năm nay con nghĩ. Dạ con nghĩ là còn chị trong cái để em lấy cho. Lấy trà cho chăm cho cậu Năm cả nhà ơi. Hả? Ờ. Tôi 15 tuổi là tôi làm ca sĩ ở sân khấu ở xã. Cô hả cô? Rồi 15 tuổi. Wow, tuyệt vời. Ca sĩ quý vị. Hay quá. Cô hát ở xã hả cô? Hát hồi đó ở xã là thanh niên xung phong á. Dạ, thanh niên xung phong. Tôi nè, người chú tướng luôn á. À, hồi à, có nghĩa là hát ổng hồi đó ổng bộ đội cái ổng thấy cái ổng mê cái ổng lụm luôn hết cô. Lụm luôn. Cưới luôn hết cô. 18 tuổi cưới luôn. Vậy là cô đi thanh niên xung phong hả cô? Hồi đó không có, tôi ở dân gái địa phương à. À dạ. Đi đốt ba luôn đi con. Dạ, ổng hồi đó bộ đội phải không cô? Ổng này thấy mã chưa xây nên. Cô là cô gái dân công. Thanh niên xung phong. Xung phong thì ở bộ đội. Dạ. Tới đây ở Biên Hòa. Đổi đường xa tới rồi đốt cậu Vũng Linh mày ba cái hương đó. Phù hộ gì được mạnh khỏe tay chân luôn nha. Giọng ca còn ca được được nha. Đó vậy hồi mời cô hát luôn. Rồi giọng ca của cô còn được hả? Còn được cô còn nói được. Đó giọng ca vẫn còn được được nha đó. Đó giọng ca này được. Cô rung hết rồi nhưng mà giọng ca còn cô nói còn được. Còn được. Cô dùng cái từ còn được. Dạ. Chắc có lẽ là cô sẽ ca những cái bài cậu Năm Vũ Linh hát nè. Chào con. Rồi. Tới giếng này giờ tôi ngủ được đó. Mừng. Cô mới tới lần đầu luôn hả cô? Mới tới lần đầu nó ngay tôi ở nhà tôi coi suốt hết chứ. Dạ. Coi TV ít và coi cái điện thoại mình á. Dạ. Như thế này. Dạ. Cô ngồi nghỉ một chút xíu cái cô gửi đến khán giả một bài hát hả cô? Giờ hay hát đâu xa nữa. Ở này chụp bắt bắt đi xe. Vì hôm nay vừa đưa đám này vừa ghé luôn nè. Cô con shipper mơ tên gì? Con là Khám Phá 78. Dạ. Dạ. Thường chúc tụi con không làm ăn được nhiều may mắn nha. Dạ. Sẽ hộ thương diện hết ha. Dạ. Chúc tụi con hết chỗ nào như tôi nấy nha. Dạ. Làm ăn được nhiều may mắn hết nha. Tụi con cảm ơn cô. Thôi nay tôi về tôi ngủ được rồi. Là mấy lần trước ngủ không được hả cô? Tụi nó đưa lên đây nè, hổng cháu tụi nó mướn xe nó lên đó. Hợp đồng xe đưa lên đây á. Dạ. Hôm nay tôi bác rể chở thì nãy dừng vòng kiếm nãy không được con mày cứ hỏi thăm ta lợi mã du linh cho tao. Có đi lộn không cô, đi lạc không? Lạc mấy mấy cổng chứ, lạc, lạc cổng thứ ba ra tới đây nè. Vậy hả? À, tội cô ghê không? À, được rồi con. Dạ. Vì ra về nha, bữa thứ ba dự đưa thứ ba nữa giờ ghé luôn. Dạ. Dạ. Đi hai công ơi chị em. Dạ. Hồi nãy cô nói cô có gặp cậu Năm ở ngoài rồi hả cô? Có chứ, ông ca sĩ hồi xưa với lại mấy người ca sĩ rồi Mỹ Châu rồi tôi gặp hết. Ờ, cô gặp ở đâu cô?
ở sân khấu Sài Gòn. Lúc đó cậu Năm sao cô trẻ đẹp hay không? Ổng cũng đẹp trai lắm. Ổng giờ thằng lưng lưng gì đó giống ổng nhiều. Vũ Lưng. Vũ Lưng. Anh chụp với anh chụp hình đấy. Anh chụp hình. Vũ Lưng tuy là con nuôi nhưng mà giống cậu Năm. Giống anh. Chính là chú và bác không chứ. Dạ. Cô ngày xưa cô là qua coi ở xã hả cô? Không có, ca sĩ, ca sĩ. Hồi xưa là Phong Tàu là thanh niên sư phong đó, rồi dạ. Cái gì hồi đó ở xã ít có người ca, có 2-3 người thôi. Dạ. Lúc đó là cô hát nhạc gì cô? À, hát hồi hát gì cô? Nhạc cách mạng không á. À, nhạc cách mạng. Cô gái mở đường rồi đó. Tiếng dù lên điểm nè, rồi Tiết Lạnh nè, rồi Bông Cỏ Mai. Ồ. Bây giờ mình hát con gái mở đường đi cô. Hồi đó là những đồ bị mà. Dạ. Anh dắt em đi chứ anh bỏ anh. Anh dắt em đi. Dắt anh đi về. Cô hát tặng cậu Năm Vũ Linh bài đi cô. Dạ. Cô vui lắm cái vậy. Một đoạn hoặc là một cái lên câu giọng cổ hay một bài hát nào cô yêu thích tới cô cũng được hả? Ừ đúng rồi đó. Hát một đoạn hát cũng được. Hai ba câu thôi nha. Dạ. Mẹ thương bao con đang gái đục trong mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Ba đứa nhà nhịn đói nhà. Rồi rồi. Ba đứa nhịn đói nhà con. Chúc tụi con hết rồi, tụi con vui vẻ. Dạ dạ, con cảm ơn cô nha, sức khỏe nha. Con là con gái mở đường hồi xưa. Trời ơi, cô sợ ông bỏ anh. Nè, cô sợ là bác bỏ. Với lại ở nhà thì có mấy người con ba đứa con? Nhỏ con ba đứa cháu nội cháu nội ba đứa nó đói nhà đứa con 10 tuổi đứa 7 tuổi đứa 6 tuổi ở nhà dạ. Chúng ơi đi hồi kia tới giờ đi 4 giờ tới dạ. Giờ có trời ơi tội nghiệp không rồi con chúc hai bác về sức khỏe bình an may mắn nha bác nay 71 rồi con dạ lên đây gặp cậu Năm thì vui ha bác ha tối nay ngủ được chưa dạ bà kia gặp có cái bà già bà 104 tuổi mà gọi mê vui quá trời đất ở gần bác hả ừ cái bà đó bà là bà mầm hát luôn nè gì hả bà mê lắm rồi bà đang rửa chén bà đang cuốc gì á bà nghe vinh ca trong tivi bỏ chạy đi bỏ chạy luôn bà tới 104 tuổi bà đó trời ơi bà đang bằng con vui vẻ nha dạ con cảm ơn hai bác bà nghe vũ linh hát đang rửa chén bỏ chạy luôn bỏ chạy luôn sáng nay gặp bác vui ha rồi con chúc hai bác nhiều sức khỏe nha con chú vui quá con kết cái câu là đang rửa chén bỏ chạy đó đập lên 4 tuổi dạ dạ sáng nay gặp hai bác rất là vui cô chú anh chị hát một câu mà tranh thủ về bỏ ba đứa cháu nó đói đó. Đó, bây giờ em quay trở lại mộ cậu Năm Vũ Linh cho cả nhà xem ha. Wow, trái sầu riêng hồi nãy chị tách ra phải không? Của cô ở Đồng Nai. Đó, quá quý luôn. Sáng thì cô đó đến có một viếng một cái bánh bía. Cây bánh bía sầu riêng. Đó, sáng chăm trà, chăn làm thứ hai cho cậu nè. Cái này gọi là hương tuần trà thứ hai cho cậu trong ngày hôm nay bên kia thì đang khắc mộ khắc chữ trên bia mộ của cậu Năm cả nhà chị Nhi thì đang lau dọn bàn thờ đó, nguyện cầu cho các anh mạnh tay khỏe chân làm cho nó đẹp chỉnh chu không có bị rung tay đó, để cho mộ cậu Năm được đẹp hơn và cô chú đến viếng mộ thì có thể là chụp ảnh cho nó đẹp sau khi khắc chữ xong thì nghe nói đâu là sẽ dát cái chữ đó mà màu vàng luôn cả nhà gọi là làm cho cái chữ màu vàng luôn mình gọi hai loại gọi là dát vàng đấy cả nhà thì gắn cái hình phía sau thì chị đây thì cái hình đó, em cũng có đưa cái bản vẽ trên cái video trước rồi cô chú anh chị chưa thấy thì xem lại cái video trước ha rồi bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, bye bye cả nhà. Yêu thương em hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ em cả nhà.